Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Văn Thế Web. Trong video ngày hôm nay thì chia sẻ cho các bạn cách chúng ta tạo ra một cái website hoàn toàn miễn phí trên nền tảng WordPress cho các bạn. Chúng ta được miễn phí hosting, miễn phí tên miền và miễn phí luôn cả những cái theme của chúng ta. Không tốn bất kỳ một chi phí nào hết mà các bạn sở hữu được ba thằng này để chúng ta tạo ra được một cái mẫu website giúp cho chúng ta có thể là chạy quảng cáo. Có thể là chúng ta sử dụng website này đưa thông tin của chúng ta lên để chúng ta bán hàng, chúng ta giới thiệu hoặc là chúng ta làm SEO. Chúng ta dùng nền tảng blog để chúng ta làm SEO bằng cách là chúng ta gắn những backlink, gắn video, gắn những bài viết của chúng ta và chúng ta trỏ link về website của chúng ta. Và làm sao để có được một cái blog miễn phí hoàn toàn như vậy? Trong video này, Thích chia sẻ từng bước chi tiết một giúp cho các bạn tự tay tạo nên một cái website cực kỳ dễ. Các bạn không cần phải là dân lập trình, các bạn không cần phải biết quá nhiều về tất cả những cái code hoặc là những cái digital marketing gì hết. Chúng ta làm từng bước một. Bất cứ bạn là ai khi xem xong video này thì chắc chắn các bạn sẽ tạo ra được một cái website hoàn toàn đẹp mắt. Nếu xem xong video này các bạn có thể tạo ra một cái website như thế này. Rồi, trong video này, nếu xem xong một video thì các bạn sẽ sở hữu được một cái tên miền hoàn toàn miễn phí. Làm ra được một website tương tự như là những cái website chuyên nghiệp, các bạn có thể tạo ra những cái header như thế này. Gắn thông tin kênh của chúng ta vào, gắn YouTube, gắn Facebook, gắn TikTok vào đây. Rồi, ở đây chúng ta có thể thiết kế những slider, những cái hình ảnh. Ở đây chúng ta có thể gắn những video YouTube của chúng ta vào để cho nhiều người biết tới cái kênh của chúng ta. Ở đây chúng ta có thể là gắn vào những cái bộ slider chạy qua như thế này. Rồi, chúng ta có thể gắn vào những cái nút ha, chúng ta có thể gắn vào những cái bài viết giúp cho chúng ta bắt link dễ dàng hơn. Khi mà chúng ta vào đây, chúng ta bấm vào, nó sẽ mở ra những cái bài viết ở những cái trang khác. Nó mình có thể gắn bắt link vào đây để chúng ta làm SEO cho cái từ khóa này nó lên top. À, ở trong này chúng ta có thể gắn những cái bài viết của chúng ta vào. Chúng ta có thể format một cái giao diện footer đẹp mắt như thế này. Ngoài ra chúng ta có thể tạo ra trang giới thiệu, trang video, tin tức, sản phẩm và liên hệ ha các bạn. Rồi, tất cả những cái phần này chúng ta đều học cách thiết kế từng phần một và tạo ra từng mục trên cái website miễn phí của chúng ta. Làm sao để các bạn sở hữu được một cái website như giao diện mà Thế vừa chia sẻ và có rất là nhiều giao diện nữa để các bạn tham khảo. Rồi, ngoài cái giao diện mà mình vừa hướng dẫn chia sẻ cho các bạn xong thì chúng ta còn rất là nhiều cái mẫu để cho chúng ta lựa chọn hoàn toàn miễn phí hả các bạn ha. Ở đây nó còn rất là nhiều mẫu cho chúng ta lựa chọn nữa. Các bạn có thể là làm blog giới thiệu về bản thân của chúng ta hoặc là chúng ta làm những cái web về chia sẻ hình ảnh, thông tin của chúng ta trên này hoặc là những cái dịch vụ, những cái ngành nghề, những cái thông tin chia sẻ cá nhân của các bạn có thể đưa lên đây. Đấy, rất là nhiều cái mẫu khác nữa. Và làm sao để chúng ta sở hữu ngay một cái website miễn phí ngày hôm nay? Thì trong video này các bạn không tốn bất kỳ một chi phí nào hết. Mình nhấn mạnh là các bạn hoàn toàn miễn phí ha. Các bạn là sinh viên cũng có thể làm được. Học sinh hoặc là những cái người nào mà đang tiếp cận tới nền tảng marketing thì chúng ta xem video này chắc chắn các bạn sẽ làm được. Rồi, không nói nhiều nữa, chúng ta sẽ vào bên trong cùng nhau tạo ra một cái website ngay ngày hôm nay nhé. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ mở một cái trình duyệt bất kỳ lên ha các bạn. Ở đây mình sẽ sử dụng trình duyệt Chrome. Sau đó chúng ta sẽ đăng nhập với lại một cái email bất kỳ của chúng ta trên nền tảng Chrome ha các bạn ha. Các bạn sử dụng bất kỳ một cái email nào mà chúng ta thường sử dụng ha. Rồi, mình sẽ lựa chọn một cái email. Bây giờ chúng ta sẽ đăng nhập vào cái đường dẫn này giúp mình, wordpress.com. Đây, các bạn sẽ di chuyển vào một cái đường dẫn này giúp mình ha các bạn, wordpress.com ha. Đó, chúng ta di chuyển vào cái trang web này. Đây là một nền tảng WordPress hoàn toàn miễn phí ha các bạn ha. Rồi, các bạn di chuyển vào đây, sau đó chúng ta nhấn Enter. Ok, ở đây nó sẽ xuất hiện ra một cái chữ là Style Your Website. Thì chúng ta sẽ bấm vào đây. Rồi, ở khu vực này nó yêu cầu chúng ta điền thông tin để tạo một cái tài khoản chúng ta đã đăng nhập với lại email rồi. Bây giờ chúng ta hãy bấm vào cái nút là Continue with Google. Rồi, chúng ta lựa chọn đúng cái email mà chúng ta đã setup từ ban đầu. Bây giờ chúng ta chọn nó. Ok, ở đây nó sẽ tự động đăng nhập vào nền tảng WordPress hoàn toàn miễn phí cho chúng ta. Rồi, bước đầu tiên chúng ta sẽ đi chọn domain. Ở đây các bạn sẽ nhập cái tên domain của các bạn vào. Ví dụ như ở đây mình sẽ nhập một cái domain là văn thế web blog. Đấy, hoặc là văn thế web. Đấy, mình nhấn Enter. Sau khi mà các bạn search xong, nó sẽ xuất hiện ra là văn thế web.wordpress.com. Thì chúng ta sẽ lựa
chọn cái tên miền này để chúng ta làm việc ha các bạn, hoàn toàn miễn phí. Các bạn thấy chữ free chưa? Ok, sau đó chúng ta bấm vào cái chữ là select. Rồi, ở đây nó hỏi chúng ta là có một cái kế hoạch nào hay không, thì các bạn cứ chọn đại cái 4 đô la, nó không có tính phí chúng ta đâu, các bạn cứ yên tâm chọn bỏ qua bước này thôi. Rồi chúng ta bấm vào select. Ok, các bạn để cho tất cả những cái phần này nó tới cái bước này ha, các bạn tới cái bước này. Rồi tới cái bước này nó yêu cầu chúng ta nhập thông tin vào, thì các bạn cứ điền đầy đủ cho mình chọn là ở Việt Nam, và mã postcode là chúng ta chọn cái khu vực của chúng ta, thành phố Hồ Chí Minh thì mình nhập 70.000 ha, 700.000. Rồi thành phố Hồ Chí Minh thì 700.000, sau đó bấm vào continue. Ok, tới cái bước này chúng ta không cần điền cái gì vào hết ha các bạn ha, không cần cái bước thanh toán này luôn. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại. Rồi, bây giờ các bạn sẽ bấm vào cái nút X trên đầu nè. Chúng ta bấm nút X trên đầu, chúng ta bấm vào cái chữ là Clear Item ha, chúng ta bấm thoát ra. Rồi, ok. Ở đây nó sẽ có một cái trang web miễn phí cho chúng ta. Các bạn nhìn thấy cái phần là Site Title chưa? Rồi, nó sẽ có cái phần là Coming Soon ở đây. Ví dụ như bây giờ các bạn mở ra trang web các bạn xem thử. Đấy, đây là cái trang web đầu tiên của chúng ta. Và việc của chúng ta là đã tạo ra một cái tên miền miễn phí rồi, có luôn cái hosting kết nối trên này rồi ha các bạn. Cái thao tác vừa rồi của chúng ta là đã làm hai việc đó rồi. Bây giờ cái việc tiếp theo của chúng ta là đi thiết kế ra một cái giao diện blog thôi các bạn ha. Rồi bây giờ chúng ta mở ẩn danh các bạn xem thử nha. Mở ẩn danh. Rồi chúng ta bấm vào thì nó sẽ xuất hiện ra cái chữ là coming soon như thế này. Tức là website này hiện tại chúng ta mới biên tập, chưa có ai thấy hết ha. Chúng ta đi thiết kế giao diện rồi chúng ta đăng cái thằng này lên thì mọi người mới tìm thấy cái website của chúng ta. Rồi bây giờ cái công việc tiếp theo của chúng ta là cùng nhau đi xây dựng một cái giao diện ha các bạn ha. Ok, sau khi nó cài đặt setup xong rồi thì cái việc tiếp theo của chúng ta là mình đi chọn một cái giao diện ha các bạn, hay còn gọi là theme ha các bạn ha, theme các bạn ha. Chúng ta sẽ chọn một cái theme. Chúng ta quay trở lại cái phần quản trị admin, các bạn di chuyển tới cái phần appearance, các bạn di chuyển tới phần themes. Rồi trong này nó có rất là nhiều cái mẫu theme, nhưng mà hôm nay chúng ta chỉ dùng những cái theme miễn phí thôi ha. Thì các bạn chọn ở khu vực này có cái chữ free, chúng ta bấm vào chữ free ở đây. Rồi trong này nó có rất là nhiều cái giao diện, các bạn cứ tùy chọn, các bạn mở lên từng cái chúng ta xem thử ha, chúng ta xem cái mẫu nào mà chúng ta ưng ý nhất rồi chúng ta sẽ sử dụng. Rồi ở đây mình nhìn thấy một cái theme có tên là Sharpen ha các bạn ha, mình sẽ bấm vào. Rồi nó sẽ có cái nút là open Line Demo, chúng ta bấm kích vào đây. Các bạn xem thử cái mẫu này. Ở trên là cái phần site title, rồi logo của chúng ta, phía dưới là những cái social, rồi những cái phần trang, sau đó là những cái hình ảnh, thông tin của chúng ta, giới thiệu về thông tin ha, một blog rất là ok ha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta quay ra lại đây, chúng ta tiếp tục tham khảo những cái giao diện khác. Các bạn bấm thoát ra, bấm quay về. Ok, sau khi chúng ta tham khảo xong rồi, nếu chúng ta không vừa ý thì chúng ta bấm vào cái chữ Cloud ở đây. Rồi các bạn tìm hiểu tiếp ha, tất cả những cái mẫu giao diện ở đây nó có rất là nhiều mẫu thôi các bạn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bấm vào những cái theme tiếp theo để mình xem thử ha. Rồi ở đây mình thấy một cái theme có tên là Karuna, cái theme này rất là đẹp ha các bạn. Ở phía trên này là phần thông tin liên hệ nè, rồi dưới đây là một cái hình, ở dưới đây là những cái đánh giá khách hàng, rồi những thông tin và những cái hình ảnh nè, ở dưới đây là một cái footer. Đây là một cái giao diện là tương đối đầy đủ cho một blog thôi các bạn ha. Rồi bây giờ mình thích sử dụng cái giao diện này thì các bạn sẽ bấm một cái chữ là active ha, các bạn active nó, chúng ta bấm vào đây. Ok, để cho nó kích hoạt cái giao diện này lên. Rồi sau khi nó xuất hiện ra cái chữ là thank for to Karuna, rồi bây giờ chúng ta sẽ bấm vào cái chữ là customize site. Đấy, các bạn sẽ thấy nó xuất hiện đến cái giao diện này. Ok, đây là toàn bộ cái giao diện ban đầu của chúng ta, các bạn thấy chưa? Đó, ha. Thì khi mà nó đưa vào thì nó chỉ đưa một cái giao diện cơ bản như thế này thôi. Thì cái việc của chúng ta sẽ đưa thông tin của chúng ta vào. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua từng phần hả các bạn? Ok, các bạn sẽ thấy cái phần là Site Identity. Chúng ta bấm vào đây. Chúng ta sẽ thêm cái logo của chúng ta vào. Các bạn bấm vào Select ha. Nếu các bạn nào chưa biết cách tạo logo, các bạn lên YouTube ha, các bạn gõ là logo, logo Văn Thế Web. Đây, các bạn sẽ tạo ra một cái logo với cái video hướng dẫn rất là chi tiết của mình ha. Bây giờ mình sẽ tải cái logo của mình vào. Mình sẽ lên cái trang là Văn Thế Web nè, vănthếweb.com. Rồi, mình sẽ lấy cái logo xuống ha các bạn. Đó, mình sẽ tải cái logo của mình xuống nè. Rồi, mình sẽ lấy logo này xuống.
Bây giờ mình sẽ quay trở lại cái phần này. Mình sẽ quay trở lại cái phần customize này, mình sẽ upload cái logo của mình lên. Rồi, chúng ta bấm vào select ở đây. Các bạn kéo giãn cái phần này ra đúng cái logo của chúng ta, không thôi thì nó bị mất hai đầu. Chúng ta bấm vào crop image. Ok. Thì nó sẽ xuất hiện ở đây ha các bạn ha. Tiếp theo trong cái phần site title thì chúng ta xóa nó đi. Chúng ta nhập vào một cái tiêu đề, ví dụ như là blog Văn Thế Web. Văn Thế Web. Rồi, tagline tức là chúng ta gõ slogan của chúng ta vào, chia sẻ kiến thức. Chia sẻ kiến thức WordPress từ A đến Z. Từ A đến Z. Rồi. Tiếp theo trong cái phần là size icon, tức là cái phần biểu tượng trên đầu này của chúng ta, nó có chữ VT này các bạn, chúng ta cũng upload luôn. Các bạn thiết kế cái icon nó có kích thước hình vuông từ 100 nhân 100 trở lên, maximum là 512 ha các bạn ha. Nhân cho 512, chúng ta bấm vào nút lưu. Rồi, chúng ta bấm vào đây. Bây giờ mình sẽ lấy ở trên này luôn. Mình sẽ tải trên trang của mình về Favi icon. Tại vì mình lấy cái thằng này để cho nó đồng bộ được cái thương hiệu của các bạn ha. Chúng ta làm blog cho trang này thì chúng ta phải đồng bộ cùng thương hiệu của nó. Ok, chúng ta sẽ chọn cái phần này, sau đó chúng ta bấm vào chữ select nha. Bấm vào crop image. Rồi, các bạn đợi cho nó áp dụng ha. Bấm vào đây. Như vậy là chúng ta đã thay xong cái phần logo và cái phần Favi icon rồi. Các bạn kéo lên phía trên, nếu chúng ta không muốn xuất hiện cái chữ là display site title thì nó sẽ ẩn đi ha các bạn. Chúng ta bấm vào cái nút là save change. Rồi, các bạn để cho nó lưu. Ok. Bây giờ các bạn kéo xuống phía dưới này, nó có cái phần là header image. Chúng ta sẽ upload những tấm ảnh của chúng ta lên, ví dụ như phần current header, tức là cái tấm này nếu chúng ta không muốn sử dụng thì các bạn bấm vào cái chữ là add new image, thì mình sẽ lên Canva, mình tải những cái bức ảnh của mình xuống ha. Những bức ảnh mình thiết kế trên này, mình sẽ tải những cái tấm ảnh này xuống đây. Ví dụ như mình sẽ tải trong cái phần dự án của mình nè. Nó có rất là nhiều cái tấm ảnh mà mình đã làm sẵn rồi. Mình bấm vào đây. Đấy, ví dụ như là những cái video này ha, những video này mình muốn tải cái tấm này xuống thì mình tải về nè. Rồi mình bấm tải xuống. Nếu mà các bạn thiết kế được thì tốt ha, còn không thiết kế được thì chúng ta lên Canva này, chúng ta thiết kế rồi chúng ta tải về, mình bấm tải xuống nè. Rồi, mình sẽ tải những tấm ảnh này xuống. Các bạn đợi cho cái tấm ảnh này nó tải xuống rồi mình sẽ upload cái phần này lên. Ok, mình sẽ lưu ở đây. Sau đó mình sẽ giải nén ra. Mình giải nén ra. Rồi, mình sẽ vào đây mình lựa chọn một số tấm ảnh mà mình cần up lên ha. Ví dụ như cái phần tăng tốc điểm này đây. Cái phần tăng tốc điểm này. Bây giờ mình quay trở lại cái phần WordPress của mình. Ok, quay trở lại đây. Chúng ta sẽ upload lên một cái banner. Upload lên. Ok, khi mà nó upload xong lên đây rồi thì chúng ta sẽ thấy nó xuất hiện ra một cái chữ là select, chúng ta bấm vào đây. Rồi, chúng ta cắt một cái khung hình rồi ha các bạn, chúng ta cắt một cái đoạn nào đó. Đấy, thì các bạn thấy ha, ở trong này nó bị giới hạn thì chúng ta kéo ra, kéo rộng ra để cho nó thấy toàn bộ cái khung hình của chúng ta. Rồi. Kéo ra ha, sau đó chúng ta bấm vào crop image. Rồi. Các bạn đợi cái sự thay đổi ha, như vậy là đã thay đổi rồi, chúng ta bấm vào nút lưu. Ok. Rồi, cái phần này nó đã tự thay đổi cho chúng ta rồi ha. Cái phần phía dưới này các bạn có thể là lựa chọn những cái ảnh mà nó đề xuất ở đây ha các bạn ha. Còn ảnh này là ảnh nó không có đúng với lại cái phần thông tin của chúng ta thì các bạn không nên sử dụng nha. Rồi, chúng ta bấm quay ra. Tiếp theo chúng ta di chuyển tới cái phần color and background. Ví dụ như ở trong này chúng ta muốn thay là cái nền khác, ở đây nó có chỗ cho chúng ta thay nền. Ví dụ các bạn muốn thay nền kiểu nè, đó, hoặc là thay nền màu nè. Các bạn thấy chưa, ở xung quanh của chúng ta nó sẽ thay nền màu. Tất cả mọi màu sắc ở đây nó đều cho chúng ta thay hết. Rồi, nếu mà chúng ta muốn lựa chọn thì chúng ta có thể lựa chọn những cái mẫu nó có sẵn ở đây ha. Ok, thì trong trường hợp này mình chọn lại cái màu trắng nha các bạn, mình sẽ chọn cái màu trắng. Rồi, mình sẽ chọn lại cái tông màu default. Rồi, chúng ta bấm quay trở ra ha. Tiếp theo tới cái phần font, ở đây nó cho chúng ta lựa chọn những cái font theo ý của chúng ta. Thì các bạn muốn lựa chọn cái font nào thì chúng ta lựa chọn ở đây nè. Các bạn sẽ nhìn thấy cái sự thay đổi của nó. Đấy, chúng ta thấy cái font nào đẹp thì chúng ta thay đổi lại ha. Miễn là font tiếng Việt, tại vì cái font có một số bạn dùng tiếng Anh, có một số bạn dùng tiếng Việt. Đấy, rồi ở đây mình sẽ dùng cái font là Liber Franking ha, mình sẽ sử dụng cái font này.
Rồi chọn chế độ là regular. Đấy, bấm vào đây mình sẽ chọn vào chế độ là regular ha. Ok, tiếp theo cái thằng này mình sẽ chọn luôn cho nó đồng bộ nè. Rồi mình sẽ gõ chữ L. Mình kéo xuống cái khu vực chữ L đây. Ha, mình sẽ lựa chọn một cái phông nào cho nó gần giống để cho nó đồng bộ luôn. Ok, hai phông này mình cho giống luôn cũng được cho nó đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ bấm vào cái nút lưu thôi các bạn. Tiếp theo chúng ta bấm nút quay ra trong cái phần là hit đi email. Rồi ở đây chúng ta đã thay rồi, chúng ta không chỉnh nữa ha. Bây giờ di chuyển tới cái phần menu. Menu là những cái khu vực này nè các bạn ha, chúng ta chưa có cái gì hết. Bây giờ chúng ta đi tạo. Ở đây chúng ta sẽ có một cái phần nữa là main menu, các bạn mở ra. Trong đây nó đã có một cái trang là trang home rồi, bây giờ chúng ta sửa thành trang chủ. Rồi thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái danh sách trang như thế này. Một cái trang website nó bao gồm nhiều cái trang nhưng mà cơ bản là nó phải có bắt buộc những cái phần này: trang chủ, giới thiệu, liên hệ, video, sản phẩm và tin tức của chúng ta. Tại vì chúng ta tạo ra một cái blog, mục đích của chúng ta là phải có những cái thông tin này để cho khách hàng theo dõi chúng ta, tìm hiểu thông tin của chúng ta. Có thể là các bạn bán sản phẩm, có thể là các bạn gây dựng thương hiệu, có vẻ là các bạn đăng thông tin lên này, thì phải có những cái phần này để cho người ta tương tác với lại trang web của mình. Rồi sau khi chuẩn bị cái danh sách này rồi thì các bạn sẽ làm tương tự như vậy. Di chuyển tới cái phần menu, chúng ta sẽ copy cái phần trang chủ này vào. Ở đây nó là cái trang home thì chúng ta đổi tên nó là trang chủ. Tiếp theo ở đây chúng ta muốn thêm một cái trang khác thì chúng ta sẽ bấm vào cái chữ là item. Rồi ở đây nó sẽ có phần là post và những cái phần khác thì chúng ta sẽ chọn trong cái phần pay này, chúng ta tạo một cái trang mới tại khu vực này luôn. Rồi chúng ta sẽ bấm vào phần giới thiệu, chúng ta bấm vào đây. Add. Rồi tiếp theo mình quay ra trang video. Rồi tiếp theo chúng ta quay ra lấy trang tin tức. Đấy. Ok, tiếp theo mình sẽ đăng thông tin trang sản phẩm. Rồi, tiếp theo là trang liên hệ. Ok. Sau khi chúng ta đã có một cái danh sách menu như thế này thì các bạn thấy ngay lập tức nó đã xuất hiện khu vực này cho chúng ta rồi, rất là đẹp đúng không các bạn? Rồi, bây giờ chúng ta muốn hiển thị cái phần social icon thì chúng ta bấm vào đây, social menu thì nó sẽ xuất hiện cho chúng ta. Rồi, chúng ta sẽ bấm vào cái nút save. Rồi, chúng ta chọn ở đây ha. Bây giờ chúng ta sẽ bấm quay ra. Các bạn bấm nút quay ra nha các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ di chuyển tới cái phần là tiếp theo chúng ta sẽ di chuyển tới phần content option. Rồi. Trong cái phần này các bạn sẽ nhìn thấy trong cái phần là blog display nè, chúng ta sẽ bấm vào cái trang Hello World, chúng ta tham khảo thử. Rồi ở đây ha, nếu mà chúng ta muốn bấm vào cái chữ là display on single post thì nó sẽ hiển thị thông tin của cái người đăng bài này lên. Hiển thị thông tin tác giả lên, cái phần đó chúng ta nên bật hiển thị lên. Rồi tiếp theo nó sẽ bật chế độ là automated ha. Tiếp theo các bạn sẽ nhìn thấy cái phần là automated view first image import, tức là nó sẽ lấy cái hình đầu tiên làm cái hình đại diện của chúng ta. Nếu mà trong trường hợp mà chúng ta không có cái hình thì nó sẽ lấy cái hình đó lên làm hình đại diện ha. Rồi chúng ta bấm vào cái nút lưu. Ok, chúng ta sẽ quay trở về cái phần là home space setting, chúng ta lựa chọn kiểm tra lại một lần nữa nè. Trang homepage của chúng ta là trang home, rồi trang mà trang post là trang tin tức. Đấy, chúng ta chọn đúng như vậy giúp mình. Rồi sau đó chúng ta bấm vào cái nút lưu. Ok, bây giờ chúng ta sẽ di chuyển xuống phần là testimonial, tức là khách hàng nói về chúng tôi, thì chúng ta sẽ đổi thành cái thông tin là khách hàng nói về chúng tôi. Đấy, chúng ta đổi tên lại. Rồi sau khi chúng ta bấm lưu thì chúng ta quay ra. Rồi trong cái phần theme awesome thì các bạn bật cái phần này lên giúp mình ha. Rồi chúng ta quay ra trong cái phần là addition CSS. Nếu mà chúng ta không có nhu cầu chỉnh sửa những cái code CSS này thì chúng ta không cần upgrade thằng này lên ha, chúng ta dùng cơ bản là đã đủ rồi nha các bạn, không cần phải nâng cấp thêm cái gói cao cấp gì hết. Ok, bây giờ là chúng ta đã xong cái phần cơ bản rồi. Muốn quay trở lại cái phần quản trị admin thì các bạn sẽ di chuyển vào đây ha. Tên miền của chúng ta xịt một cái WordPress trừ admin, chúng ta sẽ bấm vào di chuyển vào bên trong. Ok, khi nãy chúng ta tạo ra những cái trang thì nó sẽ nằm trong cái phần page, chúng ta bấm vào đây. Rồi các bạn sẽ thấy cái trang home của chúng ta sẽ bấm vào dấu ba chấm, chúng ta chỉnh vào sửa ha, chúng ta bấm vào edit ở đây nè để chúng ta thay đổi cái tên của nó lại. Rồi các bạn đợi ha, nó hiển thị ra thì chúng ta sẽ đổi thành cái tên là trang chủ. Ok, chúng ta bấm vào update. Rồi như vậy là chúng ta đã xong cái phần menu. Việc của chúng ta bây giờ là đi tinh chỉnh từng trang giao diện một để cho nó ra một cái blog thôi các bạn ha. Bây giờ các bạn mở giao diện ra xem thử.
đến thời điểm hiện tại là chúng ta đã có được một cái gì, một cái thông tin header nè, chúng ta đã tạo header rồi ha, chúng ta tạo một cái header ra như vậy rồi, chúng ta đã có một cái phần banner rồi, chúng ta đã đi setup những cái thông tin cơ bản rồi. Thì bây giờ việc của chúng ta là chỉnh sửa lại cái giao diện này cho nó đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy một cái phần ha, các bạn thấy cái phần này của chúng ta nó lớn quá. Các bạn thấy cái phần logo của mình nó lớn quá thì mình cắt nhỏ cái logo lại để cho cái phần menu này nó hiển thị dài ra. Rồi mình sẽ di chuyển vào đây, mình sẽ sử dụng công cụ là Photoshop hoặc là một cái công cụ nào các bạn dùng quen á, để chúng ta bóp nhỏ cái logo của chúng ta lại. Hiện tại cái logo kích thước nó hơi lớn rồi các bạn ha. Mình sẽ mở logo lên. Đó, mình sẽ tải cái logo này về. Mình sẽ lấy cái logo này nè, mình đưa vào Photoshop mình cho nó nhỏ lại. Rồi mình bỏ vào đây. Đấy, thì mình nhấn Ctrl Alt-I thì mình thấy cái kích thước bề ngang nó hơi lớn, 700 là bây giờ mình giảm thành còn lại 200. Đấy, 200. Rồi, 200 nó hơi nhỏ thì mình tăng lên là 300. Đó, ok, bây giờ mình xuất ra lại ha các bạn. Mình xuất ra lại ở ngoài desktop mình đặt là logo Văn Thế Web kích thước là 300. Ok, bây giờ mình sẽ upload lên lại ha. Rồi, mình sẽ quay về đây mình upload lên lại ha, mình bấm vào chế độ là remove nè, mình sẽ upload lên. Mình sẽ bấm vào chế độ remove, sau đó bấm vào cái chữ là select logo rồi mình upload nó lên. Ok, chúng ta tải nó lại ha. Rồi chúng ta bấm select, chúng ta kéo dạng nó ra. Chúng ta bấm vào crop image. Rồi, các bạn đợi cho nó xuất hiện ở đây ha, chúng ta bấm vào cái nút save change. Bây giờ chúng ta sẽ quay ra cái block của chúng ta này các bạn, quay ra block của chúng ta xem thử nè. Quay ra block này, chúng ta xem thử cái phần header của chúng ta nó ổn chưa. Rồi, logo và những cái menu của chúng ta quá tuyệt vời thôi các bạn. Ở trên đây chúng ta thấy những cái icon nó xuất hiện, tức là những cái icon social thì chúng ta cần phải cập nhật lại cái phần này ha các bạn ha. Rồi, để cập nhật cái phần đó thì các bạn có thể là trong phần customize này nè, chúng ta có thể di chuyển vào cái dấu chấm trên này, chúng ta có thể di chuyển vào phần này cũng được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn lại tạo ra một cái phần social menu. Rồi bằng cách nào để chúng ta tạo ra cái phần đó, các bạn sẽ di chuyển vào bên trong cái phần quản trị admin. Đây, di chuyển trong cái quản trị admin ha các bạn ha. Chúng ta sẽ nhìn thấy cái phần appearance di chuyển tới cái phần là menu. Ok, ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy cái phần là main menu và cái phần là primary. Các bạn thấy chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy ở phía dưới này nè, chúng ta tắt cái phần social menu đi, chúng ta bấm vào đây. Rồi, chúng ta chọn cái phần main này nó chỉ nằm trong cái phần header thôi. Bây giờ chúng ta sẽ chọn lại cái phần primary nè, chúng ta bấm vào phần select. Ở đây chúng ta sẽ tạo ra một cái menu dành cho những cái icon của chúng ta, những cái icon social của chúng ta xóa cái phần này đi. Rồi, chúng ta có thể đổi cái tên này lại là menu social. Rồi bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy trong này nó phần có, các bạn sẽ nhìn thấy có cái phần là custom link. Các bạn sẽ chọn ở đây. Bây giờ cái link kênh YouTube của mình là gì? Mình sẽ vào cái kênh YouTube này các bạn. Mình sẽ gõ vào là Văn Thế Web. Đấy. Rồi mình sẽ bấm vào đây, mình sẽ lấy cái đường link của cái kênh này, mình copy. Bây giờ mình sẽ quay ra lại cái phần menu của mình. Rồi, mình gắn vào đây, mình gõ vào là YouTube. Đấy, mình bấm Add to menu. Rồi các bạn sẽ nhìn thấy cái phần menu nó sẽ xuất hiện ở đây ha các bạn ha. Sau đó các bạn bấm vào cái nút lưu. Rồi, các bạn kéo xuống phía dưới ha. Các bạn kéo xuống phía dưới này nó có cái phần là social menu thì chúng ta bấm vào đây. Đấy, các bạn bấm kích vào giúp mình. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mở ra cái phần này chúng ta lót lại. Thì các bạn thấy cái phần YouTube nó đã tự động nó xuất hiện cho chúng ta rồi. Bây giờ mình sẽ lấy một cái trang mới là cái trang TikTok ha, mình sẽ vào lấy một cái kênh mới là trên TikTok của mình nè. Đấy, vào trang TikTok. Rồi, sau đó mình sẽ Cô bé gõ. này đang chơi trên cát. Đột nhiên con búp bê của cô bé bị hút vào trong. Rồi, ở đây mình sẽ gõ vào cái tên kênh của mình là Văn Thế Web. Đấy, kênh TikTok hả các bạn ha. Rồi. Chúng ta nhập mã captcha vào. Ok. Sau đó nó sẽ tìm ra cho chúng ta. Đấy, chúng ta sẽ thấy cái này, chúng ta copy cắt đi. Rồi quay trở lại đây. Chúng ta thêm vào một cái phần custom link.
Ok, chúng ta gắn cái link của chúng ta vào, gắn link test vào đây ha, hoặc là chúng ta không cần gắn thì cũng được. Chúng ta ghi vào cái chữ TikTok ở đây. Đấy, chúng ta bấm vào thì nó sẽ chạy qua bên tay phải này cho chúng ta. Rồi các bạn bấm nút lưu lại giúp mình ha. Các bạn còn fanpage, các bạn còn Google Maps gì đó thì chúng ta thêm vào, các bạn reload lại nè. Thì các bạn thấy ở đây nó sẽ tự động xuất hiện ra cho chúng ta. Bây giờ mình sẽ thêm cái phần Facebook cá nhân của mình vào ha, mình sẽ thêm Facebook cá nhân của mình vào. Rồi, gõ vào chữ Facebook đi. Mình sẽ vào mình lấy cái link trang Facebook cá nhân này các bạn. Đó, mình sẽ vào lấy trang Facebook cá nhân, kích vào cái logo của chúng ta. Rồi, mình sẽ quay trở lại cái phần menu. Chúng ta sẽ bấm vào phần custom link, chúng ta nhập vào đây, chúng ta bấm vào nút add thì nó sẽ chạy qua bên này, chúng ta bấm vào nút lưu. Rồi, ở đây chúng ta F5 lại, các bạn thấy ha. Khi mà chúng ta thêm thì tất cả những icon này nó tự động nó nhận diện nha các bạn nha, cực kỳ thông minh. Đó là cái phần chúng ta đã thay đổi được cái thông tin rồi các bạn. Ha, chúng ta đã thay đổi được cái thông tin của cái khu vực là top 3, tức là cái phần social. Thứ hai là logo, thứ ba là menu ha. Rồi, thứ tư là cái phần banner này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái phần là thiết kế tạo ra một cái trang footer ha các bạn ha. Footer là một trong những cái phần giúp cho khách hàng nhìn thấy thông tin của chúng ta một cách nhanh nhất, nên chúng ta hãy quan tâm tới cái phần này. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển tới cái phần là customize. Rồi, các bạn sẽ nhìn thấy một cái phần là widget. Ở đây nó sẽ có cái phần là footer 1, 2 và 3, 4. Rồi các bạn bấm kích vào đây giúp mình. Rồi, chúng ta bấm vào gotit này ha, chúng ta bấm vào đây. Đầu tiên chúng ta sẽ bấm vào thêm một cái block có tên là hidden. Chúng ta bấm vào đây. Rồi các bạn thêm cho nó một cái heading có tên là thông tin liên hệ. Thông tin liên hệ. Rồi. Ở dưới đây có một cái dấu cộng, các bạn bấm vào giúp mình, các bạn sẽ gõ vào cái chữ là paragraph, các bạn chép vào đây. Rồi các bạn sẽ đưa thông tin liên hệ của các bạn vào. Ở đây mình đã có sẵn rồi ha các bạn ha, mình sẽ vào cái trang quan thế web của mình nè, mình sẽ copy lại. Rồi, mình sẽ vào trang quan thế web của mình, ở dưới phần footer mình sẽ copy cái phần thông tin này. Đấy. Rồi mình sẽ quay lại cái phần customize này, mình bỏ vào đây thì các bạn thấy ngay lập tức thông tin của mình nó đã được đưa vào đây rất là nhanh chóng. Chúng ta bấm vào cái nút lưu. Rồi, bây giờ chúng ta muốn thêm thông tin ở cột footer 2 thì chúng ta bấm vào đây. Footer 2 thì mình sẽ thêm vào thông tin địa chỉ ha, thông tin liên hệ. Rồi bây giờ mình sẽ ở đầu tiên là đã thông tin à, cái phần này là thông tin. Phần footer 1 mình sẽ chỉnh lại cái title là giới thiệu về chúng tôi. Về văn thế web. Rồi, mình để thông tin của mình là như vậy. Sau đó chúng ta sẽ quay về footer 2 ha các bạn, chúng ta làm tương tự, bấm vào dấu cộng, bấm vào hidden. Chúng ta sẽ chọn ở đây là thông tin liên hệ. Mình gõ vào chữ hoa hết đi. Thông tin liên hệ. Rồi, cũng bấm vào cái dấu cộng dưới này, chúng ta bấm vào cái chữ là paragraph. Bây giờ chúng ta sẽ quay ra trang web của chúng ta. Mình copy luôn cái phần thông tin này. Rồi, copy thông tin này. Rồi, mình sẽ bỏ vào khu vực này. Đấy, các bạn thấy cực kỳ nhanh chưa? Bây giờ các bạn thấy nó khoảng cách xa quá thì chúng ta có thể rút gọn nó lên. Chúng ta bấm delete, chúng ta bấm hút nó lên nè. Chúng ta bấm thu gọn nó lên một tí. Đây, chúng ta thu gọn nó lên một tí. Rồi chúng ta bấm ship delete thì nó sẽ xuống. Thu gọn nó lên nha các bạn. Bấm ship, rồi bấm delete nữa. Ship enter chứ sorry, thì cái phần khoảng cách này nó sẽ ngắn lại đó, ship enter thì các bạn thấy cái phần khoảng cách này nó ngắn lại liền rồi. Hoặc là chúng ta chọn hết tất cả những cái phần này, đây mình rút gọn cái thằng này lên nữa, nó đang bị khoảng cách rất là lớn, rút lên rồi. Các bạn thấy khoảng cách nó nhỏ chưa? Bây giờ để cho nó đẹp á, các bạn chọn hết phần tử này rồi các bạn sẽ bấm vào cái biểu tượng các bạn sẽ bấm vào cái biểu tượng cây búa ở đây, các bạn di chuyển xuống nó sẽ có phần list nè, các bạn check vào. Đấy, thì các bạn thấy nó sẽ tự động nó canh đều khoảng cách cho các bạn luôn. Ở trong này ha các bạn ha. Đó, nó sẽ có một số chế độ khác nữa cho chúng ta. Rồi, nhưng mà các bạn chọn như thế này thì tự động nó giãn cách cho chúng ta. Đó, cái phần footer 2 của chúng ta nó đã đẹp rồi. Chúng ta bấm vào nút lưu. Di chuyển qua cái phần footer 3 ha các bạn. Footer 3 là những cái phần thông tin giới thiệu về những cái kênh của mình. Ở đây mình có thể là gắn vào một cái Google Maps, một cái YouTube, hoặc là một cái phần thông tin của cái mạng xã hội Facebook nào đó ha. Thì ở đây mình sẽ gắn vào cái đường link là kênh YouTube của mình. Bấm vào kênh YouTube thôi các bạn. Rồi, mình sẽ vào kênh Văn Thế Web nè. Các bạn sẽ lựa video nào hay nhất của các bạn ha. Rồi,
Mình sẽ bấm vào đây, mình sẽ lấy một cái video vào cái phần video nè. Mình sẽ bấm sắp xếp theo cái phổ biến nhất ha. Cái video này của mình có gần 300 lượt tìm kiếm và xem ở trên này rồi ha, 300 ngàn, 300 và gần 300 ngàn lượt xem rồi. Thì mình sẽ lấy cái video này. Đấy, các bạn sẽ lấy video này hoặc là chúng ta lấy mã nhúng ha. Các bạn sẽ lấy cái link này đây cho nó nhanh. Copy cái link này hoặc là chúng ta bấm vào cái nút chia sẻ nè. Chúng ta bấm lấy cái đường link của nó. Quay ra cái phần customize này, chúng ta sẽ bấm vào tạo ra một cái heading mới là kênh YouTube Văn Thế Web. Văn Thế Web. Đây ha, kênh YouTube Văn Thế Web hoặc là kênh YouTube cũng được, bỏ Văn Thế Web để nó rớt xuống dòng nhìn xấu quá. Đấy, kênh YouTube như thế này là ok. Chúng ta bấm vào dấu cộng ở đây thì các bạn thấy nó có rất là nhiều phần ha. Thì chúng ta sẽ bấm vào cái phần là HTML. Các bạn gõ vào cái chữ HTML giúp mình nha. Bấm vào đây. Rồi chúng ta gắn cái đoạn code vào, nháy phải. Chúng ta paste vào. À, paste vào đây. À, nó sẽ xuất hiện cái khu vực này cho chúng ta một cái video. Rồi, hoặc là chúng ta có thể lấy mã nhúng ở chỗ này. Chúng ta lấy cái mã nhúng ở đây nè các bạn. Sau khi các bạn bỏ qua phần quảng cáo đi, các bạn cho phần quảng cáo này nó chạy đi. Ha, thì chúng ta có thể lấy mã nhúng. Bỏ qua quảng cáo rồi, chúng ta có thể lấy cái mã nhúng này ha, mã nhúng này để cho chúng ta lấy mã nhúng này, chúng ta gắn vào đây. Rồi chúng ta gắn vào cái khu vực này. Đó, tại vì sao chúng ta lấy mã nhúng? Tại mã nhúng chúng ta có thể tinh chỉnh được cái kích thước này ha, hoặc là những cái thông tin này. Còn cái code kia là chúng ta không tinh chỉnh được hết các bạn đó, kênh YouTube nè. Rồi, chúng ta có thể quay về. Chúng ta bấm vào nút lưu. À, cơ bản như vậy là cái phần thông tin footer của mình nó đã đầy đủ rồi. Bây giờ chúng ta muốn thêm cái gì ở dưới đây nữa thì chúng ta thêm ha, mình sẽ thêm vào những cái phần là thông tin, ví dụ như một cái hình ảnh đi. Mình muốn thêm một cái tấm ảnh, mình sẽ lên Canva, mình tải một cái tấm ảnh về. À, tấm ảnh ở trên Canva nè. Rồi, ở trên Canva mình thiết kế rất là nhiều cái ảnh ha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ lên đây, mình sẽ tìm một trong những cái tấm ảnh đẹp đẹp của mình á. Đây nè, trong cái phần thumbnail nè, mình có rất là nhiều cái bộ ảnh trong này. Rồi, khi nãy mình đã upload lên à, khi nãy mình đã tải về rồi. Thì bây giờ mình lên nó up luôn cho nó nhanh. Đây, upload lên. Rồi, upload lên ha. Nãy mình đã tải về rồi. Đây, ở trong khu vực này. Rồi, mình sẽ chọn một tấm ảnh. Đó, các bạn thấy nó đang tải lên không? À, nó đang tải lên nè các bạn. Wow, cực kỳ đẹp luôn ha. Ở đây mình sẽ gắn một cái đường link để liên kết tới cái video luôn. Bấm vào cái đường link liên kết nè. Mình sẽ tìm cái video là 5 bí quyết làm kênh YouTube thành công. Rồi, Văn Thế Web là làm YouTube, mình sẽ tìm video đó ha. Rồi, đây, mình sẽ lấy cái video này. Mình sẽ video mới vừa đăng lên nè. Mình sẽ bấm vào cái nút này, mình lấy cái link. Sau đó mình sẽ quay vào cái phần này, mình gắn link vào các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Bấm vào nó sẽ mở ra một tab mới, thì chúng ta chọn là Open in New Tab ha. Chúng ta bấm vào cái nút lưu. Rồi bây giờ chúng ta quay ra trang của chúng ta kiểm tra cái phần footer. Các bạn kéo xuống phía dưới này. Oh my god, chúng ta đã có một cái footer cực kỳ chất lượng. Gồm thông tin gì? Ha, thông tin nói về cái thế mạnh của chúng ta, chia sẻ những cái phần gì về cái điểm mạnh của cái blog của chúng ta là gì. Tiếp theo, người ta muốn liên hệ với chúng ta là phải có cái khu vực cho người ta liên hệ. Rồi tiếp theo là chúng ta gắn những cái kênh khác vào ha các bạn ha. À, có rất là nhiều bạn làm cái blog với rất nhiều mục đích, các bạn không có gắn cái phần thông tin liên hệ này thì chúng ta có thể gỡ bỏ đi, nhưng mà các bạn hãy để là email để cho khách hàng cần liên hệ với các bạn một cái mục đích nào đó, có thể là hợp tác với các bạn, có thể là có những cái thắc mắc thì chúng ta nên để những thông tin này để khách hàng của chúng ta có thể trao đổi hai chiều. Rồi ok, email của mình ở đây mình có thể gắn bị nhầm ha, mình sẽ sửa lại cái chỗ này. À, muốn chỉnh sửa thông tin ở cái phần này thì chúng ta quay trở lại cái phần footer 2. Đây, trong cái phần này thì mình sẽ chỉnh lại vanthếweb.com a@gmail.com. Rồi mình sẽ đổi lại cái email của mình ha. vanthếweb@gmail.com. Rồi chúng ta gắn cái đường link vào, khi mà khách hàng kích vào nó sẽ vào cái link đó luôn. Rồi chúng ta chỉnh vào đây. Đó, nó tự động nó có cái link cho chúng ta rồi, rất là hay ha các bạn ha. Ok, như vậy là chúng ta đã xong rồi. Các bạn thấy phần footer như vậy là quá tuyệt vời rồi, đúng không? Ha, một blog miễn phí cho chúng ta customize đến mức độ cái này là quá tuyệt vời ha các bạn, nó hơn hẳn Google Google Site luôn.
À, nó cho chúng ta custom nó hay hơn, nó dễ dàng hơn là Google Site. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta đã xong cái phần header và phần footer rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đi qua thay đổi lại cái phần ở chính giữa của nó gọi là body ha các bạn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thay đổi cái phần body của trang chủ trước. Các bạn di chuyển vào cái phần paste. Các bạn di chuyển vào đây, chúng ta sẽ thấy cái phần là phần trang chủ. Chúng ta bấm vào cái nút ba dấu chấm ở đây, chúng ta bấm vào cái chữ là edit. Rồi chúng ta sẽ đi sửa từng trang một ha các bạn. Ok. Trong cái phần trang chủ này của chúng ta nó sẽ là trước khi chúng ta sửa trang chủ thì các bạn đi qua thiết lập cái phần trang chủ ha các bạn. Rồi chúng ta kiểm tra lại một lần nữa vào bên trong phần quản trị admin nè. Chúng ta di chuyển tới cái phần là setting, chúng ta di chuyển tới cái phần setting này các bạn, di chuyển tới cái phần là reading, các bạn di chuyển tới cái phần reading giúp mình. Rồi, ở đây các bạn kiểm tra chắc chắn một lần nữa chúng ta đã chọn trang homepage của chúng ta là trang chủ rồi và trang tin tức của chúng ta, trang postpay là trang tin tức rồi ha các bạn ha, để đảm bảo hai cái vấn đề này giúp mình. Rồi, ok, bây giờ chúng ta quay trở lại, chúng ta sẽ sửa trang chủ của chúng ta. Tất cả những cái phần này thì có lẽ chúng ta không sử dụng, chúng ta xóa đi. Các bạn remove nó đi. À, những cái phần này là những cái phần gợi ý của nó thôi. Rồi chúng ta sẽ không sử dụng nó. Rồi tất cả những phần này chúng ta xóa nó đi. Rồi chúng ta xóa đi hết ha các bạn. À, xóa đi hết luôn. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ thêm vào thông tin những cái video của chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bấm vào cái dấu cộng ở đây ha các bạn. Đầu tiên các bạn sẽ thêm cái heading vào. Mình sẽ thêm vào những cái video hay của mình. Video hữu ích về WordPress của Văn Thế Web. Đấy. Rồi ở đây chúng ta có thể tinh chỉnh lại, chúng ta chọn nó là thẻ H1 tại vì đầu trang thì chúng ta phải cho nó là H1 ha. Ở trong đây nó giống cái công cụ như là nền tảng WordPress 6.0.1 thôi các bạn. Các bạn đã dùng quen rồi thì qua đây các bạn tinh chỉnh cực kỳ dễ luôn. Rồi, ở đây nó sẽ cho chúng ta canh này các bạn. Nếu mà chúng ta muốn tinh chỉnh canh giữa nè. Test Align Center là nó canh giữa cho chúng ta, còn trên trái là Test Align Right ha. Rồi, chúng ta bấm vào cái dấu 6 dấu chấm ở đây. À, hoặc là chúng ta bấm vào đây thì nó sẽ cho chúng ta một số cái thông số chỉnh sửa ở đây. Rồi, ở đây là mình có thể là chỉnh lại cái màu. À, ở đây chúng ta có thể chỉnh lại cái màu. Rồi nếu mà ở đây chúng ta muốn chỉnh màu của các bạn chọn hết nè. Các bạn nhìn bên đây nó có phần font size nè các bạn. Đó các bạn có thể chỉnh lại font size. À, các bạn thấy chưa? À, chỉnh lại font size nè. À, mình cho 20 hoặc là 36. Đó. Bạn chỉnh ở đây nó rất là tuyệt vời ha. Cho chúng ta chỉnh lại font size. Rồi ở đây có thể là chỉnh lại cái kiểu chữ nè. Chữ bôi đậm nè. Đó các bạn thấy chưa? À, chỉnh sửa về cái phần là line height tức là khoảng cách dòng thì chúng ta bấm vào đây, chúng ta chọn khoảng cách ha, ví dụ như mình cho 2 đi thì cái khoảng cách dòng trên và dòng dưới nó sẽ thay đổi, hoặc là chúng ta chọn ở đây thì nó sẽ thay đổi cái kiểu chữ của chúng ta. Đó các bạn thấy chưa? Ở đây chúng ta sẽ chọn bold đi cho nó đậm. Rồi cái này mình sẽ cho là 1.5 để khoảng cách giữa dòng trên và dòng dưới nó tương đối thôi. Rồi ok. Như vậy là chúng ta đã thay đổi được cái thông tin chỗ này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chọn lại cái màu chữ ha. Chúng ta sẽ chọn lại màu chữ trong cái phần test này các bạn. À, chúng ta sẽ chọn lại màu chữ. Đó, mình sẽ chọn lại cái màu chữ này. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta muốn thêm video vào thì cho bấm dấu cộng ở đây nha các bạn. À, khi mà chúng ta bấm vào một cái dấu cộng á, thì nó sẽ cho chúng ta thêm phần tử. Nhưng mà các bạn đặt chuột ở khu vực nào, các bạn muốn thêm vào cái khu vực này thì các bạn bấm vào dấu cộng phía trên này nè. Đấy, thì nó sẽ rộng hơn cho các bạn dễ nhìn. Ở đây chúng ta sẽ bấm vào, chúng ta thêm vào những cái cột ha. Đây, chúng ta sẽ chọn vào những cái column. Chúng ta gõ vào chữ call để cho nó nhanh. Rồi, nó sẽ cho chúng ta thêm vào cái column này các bạn. Đó, chúng ta muốn thêm 3 4 video hoặc là 3 cái video thì chúng ta chọn chế độ là 33%. À, các bạn thấy ở đây chưa? Đó, 3 cái video là ok ha. Chúng ta bấm vào đây, chúng ta chọn chế độ là video. Các bạn chọn ở đây. À, rồi. À, mình bấm Ctrl Z quay trở lại ha, mình sẽ chọn lại chế độ video. Video. Chọn chế độ này. Rồi mình sẽ qua trên kênh YouTube của mình nè, mình sẽ đưa những cái video mà mình tâm đắc nhất ha, ví dụ như là tăng tốc website lên 100 điểm nè, thì cái video này rất là nhiều bạn rất là nhiều bạn đã làm thành công rồi thì mình muốn chia sẻ cho các bạn cái video này. Rồi mình lên lại những cái phần này thì mình xóa đi ha, mình tắt đi cho nó đỡ rối. Ok, chúng ta quay trở lại cái phần edit page, chúng ta thêm vào rồi chúng ta bấm impact là cái phần này nó chạy vào cho chúng ta.
Tiếp theo chúng ta sẽ bấm vào chọn cái phần video số 2. Video số 2. Rồi, mình sẽ lấy cái phần là xác minh Google Maps nè. Rất là nhiều bạn đang cần xác minh Google Maps thì mình cũng thấy video này rất là hữu ích với các bạn ha. Rồi bấm vào đây. Tất cả mọi thứ mình đều chia sẻ rất là chi tiết rồi. Bây giờ mình qua cái phần này, share video lên top 1 nữa nè. Rồi. Đó, video này cũng cực kỳ tâm đắc bên trong luôn, chia sẻ cho các bạn ha. Chia sẻ cho các bạn không còn cái gì nữa. Rồi. Ba cái phần này của chúng ta đâu nó chưa hiển thị lên thì chúng ta bấm chọn lại nè. Rồi mình nhấn Ctrl Z ha, nhấn Ctrl Z. Rồi nhấn cái link YouTube của mình vào, bấm vào Impact này cho nó phân giải ra. Rồi, nó bị lỗi gì thì các bạn cứ xóa đi. Ha, chúng ta nhấn xóa đi. Rồi, chúng ta thêm lại. Bấm vào video. Rồi, chúng ta thêm thêm cái sụt này vào. Rồi, có thể là cái video này nó bị sự cố gì, hoặc là trong quá trình mà mình setup á, mình đã chặn cái phần là gắn link rồi. Thì bây giờ mình sẽ lấy một cái video khác. Mình sẽ lấy một cái video khác, ví dụ như video này đây. Mình coi thử nó còn bị lỗi hay không. Gắn vào đây. Ok, nó hiện lên rồi ha, chắc là do nó load chậm. Đó. Do nó load chậm hả các bạn. Rồi, ở đây nó sẽ có phần caption thì chúng ta sẽ thêm vào, ví dụ như là tăng tốc website lên 100 điểm. Đó, chúng ta sẽ chọn chế độ bôi đậm. Chúng ta chọn Tona, chúng ta bôi đậm nó nè. Rồi ở đây chúng ta sẽ đặt cho nó cái tiêu đề là xác minh Google Business. Đó, chúng ta chọn Tona, chúng ta bôi đậm nó. Cái này là SEO video YouTube top 1. Rồi, nhấn Ctrl A bôi đậm. Bây giờ chúng ta upgrade ha các bạn. Sau đó chúng ta update chứ ha? Chúng ta sẽ bấm vào cái nút update. Bây giờ chúng ta sẽ quay ra đây, chúng ta F5 một lần nữa nè. Chúng ta xem cái blog của chúng ta, đó có những gì thay đổi cho trang chủ nè, rất là tuyệt vời. Chúng ta bỏ cái tiêu đề này đi. Chúng ta không cần cái tiêu đề này ha các bạn. Tiêu đề này nó nhìn nó rất là xấu. Thì bây giờ chúng ta muốn bỏ đi cái tiêu đề này thì chúng ta làm như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái phần trang chủ của chúng ta này các bạn. Các bạn sẽ nhìn thấy một cái phần nữa ở trên phía trên cái phần pay này. Các bạn sẽ nhìn thấy cái phần template, chúng ta sẽ chọn là full width. Đây, thứ nhất là các bạn chọn full width. Thứ hai là cái từ trang chủ này các bạn có thể xóa đi giúp mình luôn. Các bạn nhấn delete xóa đi luôn. Cái phần add title này các bạn để trống luôn cũng được ha. Chúng ta bấm vào update. Rồi, chúng ta quay ra đây, chúng ta sẽ reload nó lại. Đó, cái trang này của chúng ta nó không còn dính cái chữ trang chủ nữa, các bạn nhìn thấy nó gọn gàng qua chưa. Và thứ hai, cái phần width của chúng ta vừa rồi chúng ta đã chọn full width thì nó đã to ra rồi. Khi nãy nó rớt xuống dòng cái chữ là văn thế web, bây giờ cái chữ web nó rớt xuống dưới ha, và cái chữ văn thế nó nằm ở trên, như vậy là rất là kỳ ha. Chúng ta quay trở lại đây, đó, chúng ta reload lại một lần nữa nè. Rồi, chúng ta reload cái trang này lại một lần nữa để chúng ta xem bên trong. Các bạn đợi cho nó load lại ha. Ok, ở đây nè, chúng ta có thể tăng lên chúng ta có thể tăng lên kích thước là, ví dụ như, hoặc là giảm kích thước lại. Ở đây mình giảm kích thước về là 36 đi. Rồi mình bấm update. Bây giờ mình ra ngoài đây mình xem thử cái chữ dòng này, dòng chữ này nó còn rớt nữa hay không. Như vậy là nó nằm cùng một hàng rất là đẹp hả các bạn ha. Đó, như vậy là chúng ta đã có cùng một hàng rồi. Ok, thứ nhất là mình đã gắn được tất cả những cái link YouTube trên này để tăng cường những cái lượt tương tác từ những cái mạng xã hội ha, và những cái nền tảng blog 2.0 này trở về cái website của chúng ta. Chúng ta có một cái web để chúng ta đưa những cái kênh YouTube của chúng ta lên, những cái thông tin của chúng ta lên, giúp cho chúng ta backlink YouTube ha các bạn. Tiếp theo, chúng ta muốn chia sẻ những cái bài viết từ trang web của chúng ta đã có sẵn thì các bạn có thể gắn lên một khu vực như thế này. Rồi, ở đây chúng ta muốn nhân bản cái phần này lên thì các bạn bấm vào dấu ba chấm ở đây, chúng ta bấm vào cái duplicate. Rồi bây giờ chúng ta sẽ di chuyển nó xuống dưới. Đó. Rồi bây giờ video đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đổi lại cái tiêu đề khác. Những cái bài viết nổi bật của văn thế web về WordPress. Về WordPress. Đấy, rồi. Chúng ta cũng làm tương tự ha, các bạn bấm vào dấu cộng ở đây hoặc là chúng ta bấm vào dấu cộng phía trên này cho nó rộng nè. Chúng ta gõ vào cái chữ là column. Rồi, nó sẽ có cái phần column ở đây cho chúng ta. Mình sẽ chọn chế độ 333 luôn. Rồi, ok. Bây giờ mình muốn gắn những cái phần thông tin bài viết của mình lên thì mình làm như thế nào ha? Mình quay ra đây, ví dụ mình cần gắn cái bài viết là
7 bước SEO từ khóa lên top Google đây, thì bây giờ mình sẽ quay ra đây, mình tiêm thêm một cái tiêu đề là có thể là mình thêm cái chữ là title. Rồi mình bấm vào là post title. Ok, mình sẽ thêm vào đây. Ở đây mình sẽ chọn biểu tượng nó là ở đây mình sẽ chọn là H3. Đó, mình chọn là H3 ha các bạn ha. Rồi nếu ở đây ba cột nó chặt quá thì các bạn có thể xóa bỏ đi bớt ha. Nhưng mà mình nghĩ chắc cũng không đến nỗi đâu, chúng ta thêm mình thử đi, thì nếu có chặt thì chúng ta dời cái thằng này đi chỗ khác cũng được. Rồi bây giờ chúng ta muốn cho cái thằng này nó trở thành hai cột thì chúng ta xóa cái thằng này đi đi chúng ta remove cái thằng này đi, thì cái thằng này nó đã chia ra thành hai cột. Đầu tiên là chúng ta thêm cái gì, chúng ta thêm một cái tiêu đề. Bây giờ chúng ta tiếp tục thêm một cái hình ảnh. Các bạn bấm dưới đây thì một cái dấu cộng nè, các bạn gõ vào cái chữ là email. Bây giờ chúng ta sẽ lấy một tấm ảnh này ha, chúng ta lấy một tấm ảnh của cái phần này. Bây giờ mình lấy tấm ảnh này xuống đi, đó mình lưu về. Rồi bây giờ mình upload nó lên. Rồi up tấm này lên, nó lên rồi. Bây giờ mình muốn cho cái phần tiêu đề này nằm dưới thì chúng ta bấm vào cái dấu mũi tên này các bạn. Hình ảnh rồi tới tiêu đề, hình ảnh rồi tới tiêu đề, các bạn thấy chưa? Rồi bây giờ mình muốn gắn cái link bài viết này vào thì chúng ta làm như thế nào? Đây các bạn quay về cái phần này, chúng ta lấy cái link bài viết, chúng ta kích vào lấy cái link nè, chúng ta copy nó, sau đó chúng ta vào đây, chúng ta bấm vào biểu tượng liên kết, chúng ta kích vào, chúng ta gắn link nó đó. Các bạn thấy chưa, chúng ta có chỗ gắn link nè. Rồi chúng ta gắn link vào đây cái phần tiêu đề ha. Rồi cái chỗ tiêu đề này các bạn ha, nếu mà chúng ta dùng cái chỗ tiêu đề này thì chúng ta không gắn link được ha, nên mình sẽ chuyển qua cái phần là chúng ta copy lại cái chỗ này đi, chúng ta gắn vào cái chỗ là không có gắn cái title này. Cái title này nó sẽ không cho chúng ta gắn link. Rồi bây giờ mình sẽ gắn vào cái chỗ khác. Chúng ta sẽ bấm vào dấu cộng ở đây, mình sẽ thêm vào cái chữ paragraph đi, rồi mình thêm cái chữ tiêu đề vào, rồi mình sẽ có cái chỗ để cho mình gắn link này ha. Đó chỗ gắn link. Rồi bây giờ mình sẽ bấm vào cái chữ edit page lại, mình sẽ gắn cái link vào đó, gắn link vào đây rồi. Gắn link vào, bây giờ mình muốn canh giữa nè. Rồi ok các bạn thấy chưa các bạn lưu lại, ra ngoài trang chủ chúng ta kiểm tra một cái đó. Xong cái phần video thì khách hàng của chúng ta sẽ thấy những cái bài viết nổi bật của chúng ta nằm ở phía dưới này. Rồi ok, bây giờ chúng ta đã có một cái khu vực như thế này rồi, bây giờ chúng ta muốn thêm một cái bài số 2 thì các bạn chọn vào ha, các bạn chọn vào cái khu vực lớn nhất nè, nó có cái phần bao viền hết hai phần này, chúng ta nháy phải, chúng ta bấm vào cái chữ là duplicate thì các bạn thấy ngay lập tức nó nhảy thêm một cái phần nữa cho chúng ta. Rồi chúng ta xóa đi cái phần thứ ba này, cái cột này mình sẽ không sử dụng, mình sẽ kích vào đây nè các bạn, mình sẽ kích vào đây, mình bấm vào mình xóa nó đi thì ngay lập tức nó sẽ chia hai cột đều nhau là 50 nhân 50. Bây giờ mình muốn gắn cái bài này vào ha, thì đầu tiên mình sẽ copy cái link, sau đó mình vào đây mình đổi nó qua cái chữ hoa đi. Rồi rồi mình sẽ gắn vào cái khu vực này đó. Bây giờ mình sẽ lấy link nè, mình copy qua đây mình gắn, gắn cái link vào đấy, các bạn thấy chưa, ở đây chúng ta gắn cái bắt link lại nè, gắn link rồi ok. Tại vì đó. Rồi ở đây chúng ta muốn gắn link thì chúng ta sẽ chọn vào cái link này các bạn, chúng ta nhúng cái link vào. Rồi chúng ta sẽ chọn chế độ là Open in New Tab. Rồi ok, như vậy là cái link của chúng ta gắn xong. Tiếp theo là chúng ta thêm cho nó một cái hình ảnh mới. Ở đây mình sẽ lấy một cái hình ảnh mới ha, quay ra. Ngoài đây mình sẽ lấy một tấm ảnh này. Mở ra. Lưu về. Bây giờ chúng ta sẽ vào đây chúng ta cập nhật lại tấm ảnh luôn. Đó, chúng ta bấm vào đây nè. Rồi chúng ta bấm vào đây, chúng ta bấm vào chữ replay nè, chúng ta bấm vào chữ select email, chúng ta upload lên. Rồi chúng ta upload tấm này lên, bấm vào chữ insert. Rồi như vậy là chúng ta đã thay xong phần này rồi. Bây giờ trong trường hợp mà khách hàng muốn xem nhiều cái phần tin tức của chúng ta hơn thì các bạn nên nhấn một cái nút là các bạn tạo một cái nút là xem thêm. Ở dưới đây mình sẽ bấm vào tạo một cái nút xem thêm. Rồi các bạn xem thêm giúp mình cái chữ là button. Rồi bấm vào đây. Đấy, chúng ta bấm vào button ha các bạn ha. Rồi ở trong phòng button này chúng ta sẽ thêm cho nó một cái từ là xem thêm tất cả bài viết từ trang văn thế web.com.
Rồi các bạn thấy ở đây nó sẽ xuất hiện ra cái phần button cho chúng ta chỉnh sửa rồi. Nếu mà chúng ta muốn tăng chỉnh cái phần kích thước này thì chúng ta tăng chỉnh ở đây các bạn. Đó, outline tức là cái phần viền ở ngoài thôi, còn fill là chúng ta sẽ thấy nó full ra cho chúng ta luôn. Đó, các bạn thấy chưa? Ở đây mình để 100% thì nó sẽ to đùng ra như thế này. Ví dụ chúng ta muốn bo viền thì chúng ta có thể chọn chế độ radius ví dụ 50 thì nó bo viền mạnh hơn tí. Rồi trong cái phần size này chúng ta có thể tăng lên. Đó, 20. 20 là vừa ha các bạn ha. Rồi ở đây size chính tả mình có thể chỉnh lại chỗ này. Thì ở phía trên này chúng ta muốn thêm một cái nút thì các bạn có thể là để vào chuột vào khu vực này ha. Chúng ta bấm một cái dấu cộng ở đây nè, chúng ta cũng thêm một cái button ha. Đó, chúng ta có thể là thêm một cái button vào. Rồi, thêm button vào. Mình thêm một cái đoạn code là xem video từ video YouTube đi, YouTube từ kênh Văn Thế Web. Đấy, rồi mình cũng làm tương tự ha, mình cho 100% luôn. Mình chỉnh lại cái phần background này. Chỉnh thành background này cho cái màu khác đi. Đấy, hoặc là radiant gì cũng được. Đó, cho nó khác khác một tí. Rồi, ok, quá đẹp luôn. Rồi bây giờ chúng ta gắn cái link YouTube của chúng ta vào. Gắn link YouTube vào. Rồi, mình gắn cái link YouTube của mình vào kênh YouTube ha. Sau đó mình lấy cái đường link YouTube nè. Bấm vào đây, rồi mình gắn link vào. Đấy. Ok, update. Rồi bây giờ cái trang web của mình cũng gắn cái link link qua web luôn. Tại mục đích của chúng ta tạo ra blog là để làm gì các bạn? Để chia sẻ và bắt link bắt link cho chúng ta. Rồi ok, quá tuyệt vời. Chúng ta update. Bây giờ qua ra đây, quay ra đây chúng ta F5 lại. Thì các bạn thấy các bạn thấy mình để chế độ 100% nè. Rồi các bạn thấy đây là phía trên là ba video của chúng ta, phía dưới là những bài viết nổi bật kết thúc một cái phần nào đó thì nó sẽ có một cái nút gạch ngang như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào, chúng ta format lại cho nó đẹp một tí ha. Chúng ta vào đây. Rồi bây giờ trong cái khu vực này các bạn sẽ cho nó có một cái khoảng cách giữa hai cái phần tử này, thì các bạn có thể để vào chuột vào đây có một cái dấu cộng này, các bạn gõ vào cái chữ là gap ha các bạn, space cũng được ha, các bạn gõ vào cái chữ space tức là cái khoảng trắng, một cái khoảng trắng space. Rồi chúng ta sẽ có thể là tăng chỉnh cái khoảng trắng này lên. Đó, giữa hai cái phần này thì chúng ta nên cho nó có một cái khoảng trắng để cho khách hàng nhìn cho nó rõ ràng ha các bạn ha. Rồi chúng ta bấm vào update ở đây. Rồi chúng ta lót lại. Đấy, thì các bạn thấy kết thúc cái phần này thì nó sẽ có cái nút đây. Rồi, tới phần này thì sẽ có cái nút ở đây rất là rõ ràng ha. Rồi ở đây chúng ta muốn thêm một cái phần slideshow thì chúng ta có thể bấm vào cái chữ slideshow ha. Rồi chúng ta bấm vào select image, chúng ta chọn những tấm ảnh của chúng ta làm slide này các bạn. Chúng ta có thể lựa chọn những cái bức ảnh này để chúng ta làm slide ha. Rồi chúng ta bấm insert vào này. Đó, khi khách net vào. Khi khách net vào thì sẽ lít đít qua từng tấm như thế này rất là đẹp. Rồi bây giờ chúng ta muốn di chuyển cái phần này lên trên thì chúng ta sẽ bấm kéo lên phía trên này. Giữa hai cái phần giữa hai phần đây. Mình sẽ cho nó xuống dưới một tí. Rồi. Ok. Đấy, chúng ta bấm vào nút update. Bây giờ chúng ta quay ra ngoài chúng ta xem thôi các bạn ha. Quay ra ngoài xem thử cái trang của mình tới đâu rồi. Đó, đây là cái phần hình nè. Rồi đây là phần thông tin. Rồi tới phần slideshow để phân biệt hai cái đoạn nó ra. Đấy ha, các bạn thấy nó chạy cực kỳ đẹp luôn. Rồi tiếp theo là những cái phần thông tin về kênh YouTube của mình hoặc là những cái bài viết của mình. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào update những cái bài viết của chúng ta để cho cái phần recent post này nó hiển thị ra ha các bạn. Rồi ở đây chúng ta muốn đổi thông tin thì chúng ta làm như thế nào? Bây giờ các bạn muốn cập nhật thông tin thì chúng ta vào lại cái phần admin của chúng ta ha các bạn. Rồi chúng ta vào lại cái phần quản trị admin. Rồi chúng ta di chuyển tới cái phần quản trị admin nè. Đó, tên miền của chúng ta, sau đó xịt một cái WordPress được admin. Rồi ok, bây giờ chúng ta vào cái phần post này ha các bạn ha. Rồi ở trong này nó sẽ có cái một cái bài viết mặc định Hello World. Chúng ta xóa cái bài này đi. Chúng ta bấm Add New Post. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi thêm một cái title vào. Rồi thêm một cái title thì chúng ta sẽ thêm cái phần tiêu đề của nó vào. Bây giờ mình sẽ vào cái trang Văn Thế Web của mình, VănTheWeb.com của mình. Ở đây mình sẽ lấy một số cái bài viết của mình đưa vào ha. Ví dụ như là thế nào là website chuẩn SEO, mình sẽ copy qua, mình bỏ vào đây. Rồi tiếp theo mình sẽ lấy cái nội dung ở đây ha các bạn. Đấy, mình sẽ lấy cái nội dung ở đây mình gắn vào. Đấy, nội dung đây mình gắn vào. Rồi ok. Mình gắn ít như vậy thôi. Rồi mình bỏ vào đây.
Bây giờ mình sẽ tìm một tấm ảnh mình đưa lên đây. Chúng các bạn sẽ di chuyển tới phần post ở đây, các bạn di chuyển tới phần feature mày. Rồi các bạn tải một tấm ảnh lên ha, các bạn tải một tấm ảnh lên. Đây, mình sẽ lấy tấm ảnh này, mình sẽ lấy tấm ảnh của cái bài viết này, thế nào là một cái website chuẩn SEO. Đấy, chúng ta upload bài viết của chúng ta lên. Rồi, mình đưa cái hình ảnh này lên ha, đưa hình ảnh này lên. Bấm vào Insert. Rồi, các bạn sẽ bấm vào cái nút Publish. Rồi, ok. Chúng ta xuất bản nó ra. Rồi sau khi chúng ta đăng xong á thì chúng ta ra bên ngoài này, trang chủ của chúng ta sẽ nhìn thấy ha, nó sẽ xuất hiện cái phần tin tức của chúng ta ở ngoài đây. À, thì khách hàng muốn bấm vào xem thì bấm vào Continue Reading hoặc là bấm vào More Post thì nó sẽ vào tất cả những cái phần bài viết của chúng ta. Đó, tất cả bài viết của chúng ta nó sẽ sắp xếp ở đây. Rồi mình sẽ thêm một cái bài viết nữa ha các bạn ha, bấm vào Add New rồi các bạn. Rồi trong phần này bây giờ mình sẽ vào một cái phần bài viết khác để mình đưa lên. Mình sẽ lấy một cái bài viết khác để mình đưa lên ha. Ok, mình sẽ tìm một cái bài viết ví dụ như là SEO Google Map đi. SEO Google Map. Rồi, hướng dẫn SEO Google Map 2022 đi. 2022. Rồi, mình sẽ copy cái đoạn bài viết này. Đó. Rồi, mình bỏ vào đây. Ha, mình gắn thêm một cái nút là xem thêm tại. Gắn thêm một cái nút là ở dưới cuối này nè các bạn, các bạn có thể gắn thêm một cái nút là bấm vào dấu cộng nè, thêm một cái button ha, thêm một cái button. Rồi xem chi tiết hơn tại Văn Thế Web đó, mình sẽ gắn link này vào, copy link gắn vào. Rồi ok, như vậy là đã xong rồi ha. Bây giờ chúng ta sẽ chọn một tấm ảnh. Trong cái phần là post này chúng ta cũng tiếp tục chọn một tấm ảnh ha, chọn một tấm ảnh đưa lên. Rồi mình cũng lấy cái tấm ảnh vừa rồi ha, đấy tấm ảnh này. Khi mà các bạn làm thực tế thì các bạn có content như thế nào các bạn up lên ha, còn mình ở đây mình sẽ dùng nó cho nó nhanh để chúng ta có một cái giao diện blog để chúng ta làm backlink. Rồi chúng ta xuất bản ra. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào lại cái trang Văn Thế Web ha, trang chủ của chúng ta. Đó thì các bạn thấy ha, hai bài viết nó sẽ xuất hiện ra như thế này cho chúng ta, rất là đẹp ha các bạn. Rồi ok, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái trang chủ của chúng ta cực kỳ đẹp rồi. Bây giờ những cái trang này thì các bạn có thể vào chúng ta tinh chỉnh lại ha. Ở đây mình muốn vào cái trang liên hệ nè, mà chúng ta bấm vào trang liên hệ, sau đó nó sẽ xuất hiện cái chữ edit bay. Rồi chúng ta sửa như thế này cũng được ha các bạn. Rồi ở trang liên hệ thì chúng ta sẽ bấm vào đây, chúng ta sẽ chọn vào hai cột, chúng ta chọn vào cái column, chúng ta gõ vào chữ code ở đây. Rồi chúng ta chọn hai cột 50 50 ha. Bên tay trái là thông tin liên hệ của chúng ta gõ vào cái chữ là paragraph nè. Rồi chúng ta vào lại cái trang footer của chúng ta, gắn thông tin liên hệ vào, gắn vào thông tin liên hệ ha. Rồi mình sẽ lấy thông tin liên hệ phía dưới này mình gắn vào đấy, gắn vào đây. Ok chưa? Rồi bên đây chúng ta sẽ gắn vào một cái form hoặc là một cái phần liên hệ. Ở đây chúng ta sẽ gắn vào một cái link Google Map bên tay phải này, ví dụ như mà chúng ta gõ vào HTML. Rồi custom link, bây giờ mình sẽ vào Google Map ha, các bạn muốn gắn vào, bây giờ các bạn sẽ vào Google Map ha. Google Map, các bạn sẽ tìm tới cái địa chỉ của các bạn ha. Rồi các bạn sẽ tìm tới cái địa chỉ của mình. Rồi sau đó các bạn sẽ bấm vào nhúng bản đồ, chúng ta bấm vào sao chép nè. Rồi chúng ta muốn gắn vào Google Map ở đây thì chúng ta bỏ vào đấy ha. Rồi bây giờ chúng ta bấm vào chữ review nè, đó thì nó sẽ xuất hiện ra cái link review ở đây cho chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta muốn muốn xuất bản ra hoặc là chúng ta muốn chỉnh sửa lại cái code này đi, thì chúng ta thấy nó cao quá chúng ta giảm nó lại, thì các bạn tìm tới cái chữ hay, hay ở đây là 450 nè, thì các bạn sẽ giảm nó lại thành là 250 thôi. Width ở đây là mình cho 100%. Đó, chúng ta sửa lại nè. Sau đó chúng ta xuất bản nó ra. Bây giờ chúng ta quay ra trang liên hệ này chúng ta xem. Đó. Mình sửa có cái điều gì chưa đúng rồi. 100% ở đây mình sẽ sửa thành là 300 đi, 300 pixel đi. 300 để số 300 không thôi. Rồi.
Rồi, như vậy là nó đã to ra rồi hả các bạn? Đó, ở đây chúng ta muốn có một cái dạng khoảng cách nè. Chúng ta có một cái khoảng cách thì chúng ta bấm vào cái dấu cộng ở phía dưới này. Chúng ta bấm vào cái chữ là space. Đấy, space hả các bạn ha? Space. Đó, nó sẽ ra một cái khoảng cách cho chúng ta. Rồi, chúng ta cho nó nằm lên trên. Cho nó nằm lên trên. Đó, có một khoảng cách ha. Rồi, ở đây chúng ta thêm một cái tiêu đề cho nó đi. Thêm một cái tiêu đề cho nó thì chúng ta bấm vào cái dấu cộng nè. Gõ vào cái chữ hidden. Đó, chúng ta thêm một cái chữ là thông tin liên hệ. Thông tin liên hệ. Liên hệ. Rồi, chúng ta cho nó nằm lên trên. Đó, rồi tiếp theo chúng ta qua bên đây. Rồi, tương tự như vậy bên đây chúng ta sẽ thêm một cái tiêu đề là bản đồ địa chỉ ha. Chúng ta bấm vào dấu cộng phía dưới này, chúng ta thêm vào cái chữ hidden đi. Chúng ta thêm vào cái chữ là bản đồ địa chỉ. Đấy, rồi, chúng ta muốn cho nó lên trên thì chúng ta dời lên như thế này là xong ha, cực kỳ dễ luôn. Rồi, ok, bây giờ chúng ta muốn đổi chữ gì ở đây thì chúng ta có thể trong phần test này nè, chúng ta đổi lại ha các bạn. Đó, trong phần test này nè, rất là linh hoạt ha. Bấm vào nút lưu. Rồi, quay ra trang liên hệ chúng ta F5 lại thì các bạn thấy ha, cái khoảng cách này nó đã tạo ra một cái khoảng trắng rồi. Nếu mà lớn quá thì chúng ta sẽ chủ động chúng ta giảm nó lại ha. Rồi, giảm lại. Ok, chúng ta về đây, chúng ta lót lại. Ok, thông tin liên hệ của chúng ta và cái phần bản đồ liên hệ của chúng ta nó đã nằm như thế này, rất là đẹp rồi ha các bạn ha. Rồi, đã đủ thông tin liên hệ rồi. Tiếp theo những cái trang tin tức của chúng ta là nó đã tự động nó có rồi ha. Tất cả những cái bài viết của chúng ta nó sẽ tự động nó sắp xếp nó đưa lên đây. À, bài viết của chúng ta. Rồi, những cái phần sản phẩm nó cũng tương tự như những cái phần này các bạn có chúng ta hãy đưa lên. Rồi, trong cái phần giới thiệu thì chúng ta cũng làm tương tự như vậy ha các bạn ha. Trong cái phần trang video thì chúng ta cũng đưa những cái video trên YouTube giống như là chúng ta đưa video vào ở trang chủ. Rồi, muốn sửa, mình muốn đưa video vào đây thì bấm vào Edit Page. Đấy, bấm Edit Page ha. Rồi, vào YouTube thì chúng ta cũng làm tương tự. Đó, chúng ta sẽ đưa những cái video của chúng ta vào. À, đầu tiên là chúng ta sẽ chia cho nó column. À, chúng ta sẽ chia cho nó column. Ở đây mình sẽ chia là hai cột thôi các bạn. Bấm vào, mình gõ vào cái chữ là YouTube nè, hoặc là chọn YouTube cũng được. Rồi, vào văn thế web nè. Vào văn thế web. Đó, mình sẽ vào cái phần này. Bấm vào chỗ video. Rồi, mình sẽ lấy những cái video cần mình đưa lên. Ví dụ như hướng dẫn làm Canva đây. Rồi, hướng dẫn video tạo Canva. Thì, rồi, mà ví dụ như mình lấy video là cách tạo video ngắn bằng Canva đây. Bấm vào chia sẻ nè. Rồi, bấm vào Edit Page. Mình nhúng vào. Đấy, ha, nhúng vào. Rồi, tiếp theo trong cái chuyên mục Canva, nó còn một số cái video nữa. Thì mình gõ vào chữ văn thế web Canva. Rồi, mình sẽ lấy theo chủ đề luôn. Ví dụ như ở đây hướng dẫn tạo logo với Canva đi, mình tiếp tục mình lấy video thứ hai đó, quay ra đây ha, bấm vào YouTube rồi impact vào. Rồi, khi mà chúng ta đã có hai cái rồi, bây giờ chúng ta muốn nhân bản nhanh thì chúng ta bấm vào đây, chúng ta duplicate nó lên thì nó sẽ nhảy xuống hả các bạn. Đó, duplicate nó lên đó thì nó sẽ nhảy xuống dưới này cho chúng ta. Rồi, bây giờ việc của chúng ta là chỉ lấy đúng cái video chúng ta cần gắn vào là được. Rồi, chúng ta gắn tiếp tục. Đó, gắn vào đây. À, gắn vào đây. Thay đổi là cái link. Rồi, tiếp theo. À, trong danh sách phát này của mình. Rồi, mình lấy tiếp tục cái video này. Rồi, chúng ta bấm Impact ha, bấm nút lưu. Quay ra ngoài trang trang video của mình, quay ra ngoài trang video của mình thì các bạn kéo xuống phía dưới này nó sẽ có những cái video này rất là hay ha các bạn ha. Ok, thì ở đây nó có một cái banner ở tất cả mọi trang. Nếu mà các bạn không muốn hiển thị cái banner này thì chúng ta có thể vào cái phần trang chủ của chúng ta hoặc là phần Customize. Đây, trong cái phần My Size này các bạn di chuyển xuống cái phần Appearance trong phần Customize nè. Rồi, chúng ta muốn ẩn cái thằng này đi thì chúng ta bấm vào chữ hai email. À, hai email thì tất cả mọi trang của chúng ta nó sẽ ẩn cái phần đó đi. Còn nếu chúng ta muốn bật thì chúng ta bật nó lên. Đó, chúng ta bấm vào cái phần chọn ảnh này thì chúng ta chọn một cái ảnh bất kỳ lên. À, chọn một cái ảnh bất kỳ đẹp. Rồi, chúng ta đưa vào đây. Đấy, chúng ta đưa vào. Rồi, cực kỳ đơn giản luôn hả các bạn. Đó, chúng ta muốn hiển thị ở tất cả mọi trang thì nó sẽ hiển thị ra, còn không thì chúng ta thích thì chúng ta ẩn đi. Rồi, ok.
Bây giờ sau khi đã có cái trang này rồi ha, chúng ta đã đủ thông tin của một trang đầy đủ hết tất cả mọi phần rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xuất bản cho những người mà người ta đi tìm kiếm trên Google sẽ thấy chúng ta. Thì chúng ta làm như thế nào hả các bạn? Cái khâu đó rất là quan trọng ha. Rồi các bạn quay trở về phòng bên trong này giúp mình. Sau đó các bạn sẽ di chuyển tới cái chữ là My Home. Các bạn bấm vào đây. Ok, ở đây nó sẽ có chế độ là Enable Sharing. Các bạn kích vào giúp mình. Đó, các bạn kích vào giúp mình ha. Rồi, sau đó chúng ta quay trở về đây. Chúng ta sẽ chọn đúng cái blog của chúng ta. Rồi, chúng ta quay lại cái phần My Home nè. Các bạn bấm vào cái chữ là Landside. Rồi, ok. Sau khi chúng ta bấm vào chế độ đó thì nó sẽ xuất bản cái website của chúng ta ra. Rồi, như vậy là chúng ta đã xong rồi. Bây giờ mình sẽ mở ứng danh mình kiểm tra lại ha các bạn ha. Đó, như vậy là nó đã xuất bản cái website của chúng ta ra. Và bây giờ, từ đây trở đi chúng ta đã có một cái website hoàn toàn miễn phí sử dụng trên nền tảng WordPress. Các bạn có thể có một cái tên miền và một cái hosting hoàn toàn miễn phí ha. Vào đây khách hàng có thể liên hệ được với lại chúng ta. Đó, vào đây khách hàng có thể liên hệ được chúng ta. Vào đây khách hàng có thể xem những cái thông tin của chúng ta. Đấy là một trong những cái cách để chúng ta truyền thông và chúng ta làm backlink, hay là chúng ta dùng một cái website này để chúng ta chạy quảng cáo, chúng ta PR thương hiệu của chúng ta. Nếu mà sau này chúng ta có điều kiện thì các bạn có thể là sử dụng những cái dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp hơn để chúng ta có những cái website bán hàng kinh doanh nó chuyên nghiệp hơn các bạn. Còn website này nó chỉ mang tính chất là giúp cho chúng ta có thông tin trên internet thôi nha, chứ nó không có làm được nhiều chức năng. Nếu mà các bạn muốn làm những cái website nó chuyên nghiệp hơn thì các bạn lên YouTube á, các bạn gõ vào thiết kế website bán hàng văn thế web chuẩn SEO đó. Mình có một cái video này rất là chi tiết rồi. Ở trong video này hoặc là những video này sẽ giúp cho các bạn mua tên miền, mua một cái hosting và xây dựng một cái website chi tiết từng phần một để giúp cho các bạn tự tay tạo ra được một cái website nó pro hơn website chúng ta làm ngày hôm nay ha. Nhưng mà ở mức độ miễn phí thì mình nghĩ cái web như thế này đã quá tuyệt vời rồi ha. Rồi, video này mình sẽ kết thúc ở đây. Ok, như vậy là trong video này Thế đã chia sẻ cho các bạn cách chúng ta tạo ra một cái website miễn phí trên nền tảng WordPress hoàn toàn miễn phí. Hy vọng video sẽ giúp cho các bạn tạo ra được một blog để chúng ta có thông tin trên Internet, giúp cho chúng ta kinh doanh phát triển hơn, giúp cho các bạn kiếm tiền online tốt hơn, giúp cho các bạn đưa thương hiệu hoặc là chúng ta làm SEO có được một cái kênh để chúng ta làm backlink. Ok, chúc các bạn thành công. Nếu thấy video hữu ích thì các bạn đừng quên đăng ký kênh của mình để khi mà mình ra những video hữu ích như thế này, các bạn sẽ là người cập nhật đầu tiên nhé. Xin chào, xin gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.